Mến chào các bác, bên cạnh em đây là một chú chòe than bổi được nhốt trong chiếc lồng inox này. Và hôm nay em xin chia sẻ với các bác cái cách mà chúng ta thuần những chú chim bổi nhanh nhất để các bác có thể có những chú chim cảnh chơi trong nhà, nó cất tiếng hót để làm cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ hơn. Như các bác đã biết, những chú chim bổi ở ngoài thiên nhiên khi đưa về nhà ấy, thì thường nó rất là nhát các bác nhé. Nó cực kỳ nhát. Và thường thường nếu mà các bác mới chơi chim mà các bác mua những chú chim bổi về và các bác tiến hành thuần dưỡng nó thì thường thường những chú chim bổi này vì nó nhát cho nên nó hay tung lồng, nó nhảy, nó lộn, rồi nó rất là sợ chúng ta, khiến cho các bác rất là bực mình. Có những bác nóng tính thì còn ra dọa nó, vỗ vào lồng, nghĩ là vỗ vào lồng nó sợ, nó đứng im, như không có đâu các bác. Các bác càng vỗ vào lồng, càng dọa nó thì nó càng sợ, nó càng tung lồng. Và đặc biệt nhé, những cái lồng inox như thế này các bác phải chú ý, ở trên đỉnh kia nó có những cái nan, nó hẹp dần vào phía trong ấy. Thì những cái con chim bổi mới về ấy, các bác phải lưu ý cái phần đó. Khi mà những con chim bổi mới về là nó hay tung lồng, mà đặc biệt nó hay tung ngược lên, thì những cái con chim ấy nó rất hay bị kẹp đầu vào cái phía trên đỉnh, cái trên đỉnh lồng này này. Đấy, những cái nan này này, nó kẹp lồng vào đó mà các bác không để ý, một lúc là nó chết đấy các bác. Đó, cho nên ấy, khi mà các bác nhốt những con chim bổi vào những cái lồng tròn mà nó có những cái nan kiểu kiểu như thế là các bác phải che cái phần nóc lồng lại. Che cái phần nóc lồng lại để tránh cái con chim nó bị mắc cổ vào đó các bác nhé. Che thì rất đơn giản thôi, các bác có thể gập áo lồng các bác che, hoặc là các bác quấn giấy, các bác làm thế nào che nó không hở cái nóc lồng đó thì con chim nó sẽ không bị mắc cổ vào. Đó, cái hiện tượng mắc cổ thường xuyên xảy ra với những con chim bổi mới đưa về nhốt vào lồng các bác nhé. Thứ hai là khi đưa những con chim bổi về thì các bác nên chọn một vị trí để treo nó thật thích hợp. Vị trí phải thỏa mãn một số cái yếu tố sau. Thứ nhất, cái vị trí đó phải yên tĩnh. Thứ hai, cái vị trí đó phải không có chuột, không có chó mèo, không có trẻ con chạy đi chạy lại. Và cái thứ ba là cái vị trí đó nó phải thật là vững nhé. Không thì các bác treo vào những cái móc mà nó đung đưa ấy thì con chim nó càng nhảy, cái lồng càng đung đưa thì con chim càng sợ. Cho nên phải treo vào những cái móc cứng, dựa vào tường càng tốt, thì để con chim nó có một cái điểm tựa, nó yên tâm hơn khi nó ở trong lồng. Và tiếp đó thì các bác phải có một cái áo lồng nhé. Đầu tiên mới đưa về ngày đầu tiên thì các bác để hé hình chữ A để con chim nó quan sát cái không gian nhà chúng ta, quan sát chúng ta để dần dần nó quen mặt chủ này, nó quen không gian nhà chúng ta, nó quen mặt chúng ta thì nó sẽ nhanh thuần hơn nha các bác nhé. Với kinh nghiệm của em để thuần những con chim bổi nhanh nhất thì em sẽ sử dụng cái cách là em sẽ tìm mọi phương pháp để bón cho những con chim này ăn. Cái việc mà các bác bón được cho những cái con chim bổi ăn ấy, các bác chỉ cần bón từ 1 tới 2 lần. Đến lần thứ 3 nó coi các bác là chủ và nó sẽ không cảnh giác với các bác nữa. Từ đó ngày nào các bác cũng đứng, các bác cũng chơi và bón mồi tươi cho nó thì con chim nó cực kỳ nhanh thuần các bác nhé. Đó, đây là một phương pháp rất là hay. Tuy nhiên ấy, con chim nó chỉ ăn mồi các bác bón khi mà nó đói, cho nên các bác phải cho nó nhịn ăn. Có những con chim ấy nó dễ tính thì các bác cho nó nhịn ăn nửa tiếng tới 1 tiếng là các bác bón mồi tươi là nó ăn rồi. Còn có những con chim nó cực kỳ khó tính, cho nên là các bác phải cho nhịn ăn từ 2 tới 3 giờ đồng hồ để nó đói hẳn đi. Thì các bác tiến hành bón mồi tươi thì chắc chắn nó sẽ ăn mồi tươi đó. Và các bác lưu ý, các bác chỉ cho nhịn ăn nhé, không cho nhịn uống. Bởi vì ấy, khi mà con chim nó đói nó không chết được đâu, nhưng mà nó khát là nó chết đấy. Cho nên là tuyệt đối không cho nhịn uống nước các bác nhé. Và khi các bác bón được cho con chim như vậy là các bác sẽ tạo ra một mối quan hệ rất là thân thiện giữa các bác và con chim. Sau rất là nhiều lần các bác trao đổi với nó qua thức ăn thì nó sẽ rất là nhanh quen các bác nhé các bác nhé. Cái con đường ngắn nhất để các bác thuần chim đó là con đường các bác đưa thức ăn cho nó. Và khi đưa thức ăn cho nó ấy, thì các bác sử dụng mồi tươi nhé. Với những cái con chim mà đã vào cám rồi thì ở cái thời điểm mà các bác thuần nó thì các bác cho nó ăn vừa cám thôi, ăn vừa đủ no, sau đó các bác nhấc cái cọng cám ra, hoặc là lúc cho ăn các bác cho vừa phải vào thôi, nó ăn hết, sau đó các bác cho nó nhịn trong vòng một khoảng thời gian 1 đến 2 giờ đồng hồ. Sau đó các bác sử dụng mồi tươi để kích thích cái vị giác, cái lòng ham muốn thức ăn của nó. Cho nên là khi mà nó thấy cái thức ăn tươi như vậy, ngon như vậy thì chắc chắn nó sẽ mổ. Nó mổ, nó ăn, các bác làm như vậy thì nó sẽ rất là nhanh dạn và rất là nhanh quen các bác.
Và một cái vũ khí cực kỳ quan trọng, đó là một cái que tre. Các bác vót nhọn cái đầu này nhé, để chúng ta cắm con sâu, con dế, con cào cào, châu chấu vào cái đầu nhọn này này. Chúng ta đứng từ xa này, để chúng ta bón cho nó. Ví dụ ở đây em có một cái con sâu quy nhé. Đây, em có một cái con sâu quy như thế này. Đó, em sẽ tiến hành lấy cái đầu nhọn này, em xiên vào cái con sâu quy. Đấy, xiên vào con sâu quy như thế này. Và em đã đứng từ xa này, em bón cho con chim này. Đó, nó ăn nhé. Và khi mà các bác mới đưa những con chim bổi về, các bác đứng gần, các bác bón nó không ăn đâu. Các bác đứng từ xa, thậm chí là các bác nấp nấp vào một cái phía mà có che áo lồng ấy, để nó không nhìn thấy các bác. Các bác chỉ thò cái tay nhỉ nhử thôi. Và đặc biệt nhé, một cách mà các bác phải lưu ý là với những cái con sâu quy này này, nó có một phía bên đầu và một phía bên đít. Thì ở cái phía đầu này này, nó sẽ ngọ ngoại. Nếu mà các bác cầm nhé, em sẽ quay gần cho các bác xem. Đây các bác quan sát cái con sâu quy này. Đây con sâu quy em cầm trên tay nhé. Thì ở phía đầu này, nó là đầu con sâu quy. Phía đầu này là đít con sâu quy. Và cái con sâu quy ấy, sử dụng để thuần chim bổi nó rất là hay. Bởi vì là nó ngọ ngoại. Khi mà con sâu nó ngọ ngoại thì nó sẽ kích thích vị giác của con chim. Nó kích thích cái lòng ham muốn ăn uống của con chim các bác nhé. Còn nếu mà con sâu nó nằm im ấy, thì nó sẽ không làm cho con chim bị kích thích, dẫn tới cái việc là con chim nó sẽ không mổ con sâu đâu các bác. Đó. Và khi mà xiên cái đầu nhọn này thì các bác xiên vào phía đường đít cái con sâu nhé. Đây. Các bác đừng xiên vào phía đầu. Xiên phía đầu con sâu nó chết, nó không ngọ ngoại đâu. Đây các bác xiên vào đít này cho em. Và cái con sâu ấy khi bị xiên vào đường đít này, nó vẫn ngọ ngoại này các bác nhìn không? Đó, nó vẫn ngọ ngoại này. Em sẽ đưa cái que này vào. Đó, vì nó lắc lắc như vậy thì con chim nó rất là ham ăn. Và sau khoảng 1 tới 2 ngày, các bác sử dụng cái que dài khoảng 40-50 cm như thế này để các bác bón cho nó. Thì các bác sẽ chuyển dần sang cái nhíp như thế này. Nó dài khoảng 20-25 cm thôi. Để các bác rút ngắn cái khoảng cách giữa các bác với con chim. Để chúng ta tiến lại gần nó ấy các bác ạ. Đó. Và các bác rút lại gần như thế này. Đó. Khi nó ăn được như vậy nhá, sau 1-2 ngày ấy, thì các bác sẽ bỏ cái nhíp này đi. Và các bác sẽ dùng tay. Các bác cầm những con sâu này, các bác bón cho nó. Đấy, nó vẫn sợ nhá. Nhưng mà vì nó ham ăn quá cho nên là nó vẫn mổ các bác nhá. Đó. Nó ham ăn quá nó vẫn mổ. Tuy nhiên ấy, các bác chỉ cần bón no cho nó thôi là nó lại sợ. Cho nên là cái hành động mà các bác bón sâu cho nó ấy, phải lập đi lập lại vài tháng, thậm chí cả năm, để cho con chim nó cảm giác các bác là chủ nhân của nó thì nó mới nhanh thuần các bác nhé. Đó. Đó, cái việc thuần chim này khá đơn giản thôi, nó không có gì là phức tạp. Và khi các bác cầm những con sâu này trên tay mà các bác bón được cho nó như thế này là các bác đã thành công được 2/3 trong cái quá trình mà các bác đi thuần những cái con chim bổi như thế này rồi. Và nếu mà khi ấy, các bác thấy mình thay phân cho nó, thay nước cho nó, thay cám cho nó mà nó không tung lồng nữa là lúc đó các bác đã thành công 100%, con chim đã thuần. Nhưng mà con chim em đưa về này, em mới thuần được khoảng 20 ngày cho nên là vẫn còn một chặng đường dài nữa để thuần nó các bác ạ. Lúc đầu về nó sợ, nó nhát kinh khủng luôn. Đó. Đấy, khi nó gần như nó no rồi, em bón là nó sẽ cảm giác nó sợ, nó tung lồng và nó sẽ không ăn nữa. Đó. Và khi các bác bón những cái con sâu cho những cái con chim bổi, các bác phải cầm vào đít con sâu nhé. Để cái đầu nó ngoe ngoẩy như này, nó kích thích vị giác của con chim. Đó. Nó làm cho con chim hay ăn hơn. Đó. Bón cái đít này nó không ăn. Đó, chúng ta phải cầm vào cái đít con sâu để cho cái đầu nó ngoe ngoẩy thì con chim nó thấy ngứa mắt ấy thì nó mới mổ các bác ạ. Bên cạnh em đây là một con chòe lửa cũng vậy thôi. Cái con chòe lửa mà đợt trước em quay cho các bác ấy, con chòe lửa đấy đã thuần thì em có cho thằng cu em nó về nó nuôi và em lại kiếm một con chòe lửa bổi về. Và em cũng mới nuôi được khoảng hơn 1 tháng trong lồng thôi. Và bây giờ cũng tiến hành bón sâu cho nó được rồi. Tuy nhiên ấy, khi mà thay nước này, rồi thay cám này, rồi thay cái lót lồng này này, nó vẫn tung lồng, nó vẫn sợ. Tuy nhiên cầm thức ăn bón cho nó được rồi là em đã thành công hơn 1/2 rồi các bạn. Đó.
Và cái con chòe lửa này khi em lại gần thì nó không tung lồng nữa. Khi đó thì các bác sẽ thấy rằng nhìn con chim nó sẽ đẹp hơn. Còn cứ tới gần một con chim nó tung lồng là nhìn ngứa mắt lắm các bạn. Với những con chim trong nhà, nếu mà các bác nuôi, các bác thuần được nó thì nó rất là hay. Các bác nghe cái con chim chòe than nó huýt sáo. Chim chòe than ấy nó hót rất hay và nó huýt nghe sướng tai lắm các bạn. Đó. Đó, cái việc mà các bác thuần chim ấy chỉ đơn giản bằng cách là các bác cho nó ăn. Khi các bác bón được cho nó ăn ấy thì các bác đã thành công quá một nửa trong cái việc các bác thuần chim rồi. Đó. Cho nên là khi mà thuần ấy, các bác cứ cho nó nhịn đói là các bác sẽ thuần được hết. Hôm vừa rồi em có chia sẻ một video ngắn cho các bác xem cái con chim chẳng nghịch ấy. Nó nhát khủng khiếp luôn. Và em đã cho nó nhịn ăn đúng nửa ngày. Và nó đói run cầm cập. Khi đó em cầm con sâu này em bón. Nó ăn ngay. Và từ hôm đó tới bây giờ ấy, thì em để sâu trên tay này nó bắt đầu mổ. Để cám trên tay nó bắt đầu mổ luôn. Cho nên ấy, cho nhịn đói chim nó không chết đâu các bạn. Mà chúng ta sẽ thuần chim rất là đơn giản nhé. Đó. Và khi nuôi chim ấy thì các bác không nên lạm dụng quá cái sâu quy hoặc sâu canxi nhé. Các bác nên bổ sung thêm các cái mồi tươi, ví dụ như cào cào, châu chấu, dế, thì những con chim nó sẽ béo hơn. Và đặc biệt những cái con chim mà đã vào cám rồi nhé, các bác cho nó ăn mồi tươi vừa phải thôi. Ví dụ như dế thì một ngày các bác cho ăn 3-4 con thôi. Các bác mà cho ăn mồi tươi nhiều quá là sau này nó sẽ bỏ cám đó các bạn. Khi nó bỏ cám là rất là dở, vào cám lại khá là khó, khá là phức tạp các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Sáng Tạo. Các bác xem video trên kênh Sáng Tạo nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment. Em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta nuôi những con chim cảnh trong nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.